Chào các bạn, mình là Minh Tuệ, hiện đang học lớp 11 chuyên 81 trường Lê Hồng Phong. Thì mình vừa đạt được học bổng 100% để đi học Úc vào tháng 1 năm sau ở trường Peninsula. Cách đây 2 năm thì em đã có cơ hội đến khóa trao đổi học sinh giữa trường em với một trường bên Úc, thì có học trong vòng 2 tuần thì em thấy là môi trường Úc rất là phù hợp với cách học của em. Và ở đó thì bạn bè, thầy cô, thì cái trường mình nó rất là kiểu thân thiện và cuộc sống nó rất là phù hợp. Sau khi em nghiên cứu được nhiều trường thì em thấy là trường Peninsula là phù hợp với mình nhất. Thì sau khi nghiên cứu kỹ vào thì em biết được là IDB là đơn vị ở Việt Nam hỗ trợ học sinh trong việc trên vừa học ở Peninsula này. Thì sau đó em mới tới IDB thì được các anh chị tư vấn và chuẩn bị các hồ sơ, giấy tờ cần thiết như là CV, bảng điểm, các bản chứng nhận hoạt động ngoại khóa của mình, vân vân. Thì sau khi được tư vấn thì em bắt đầu lên chuẩn bị, rồi em phân chia thời gian để là ngày nào, trong khoảng giai đoạn nào mình sẽ chuẩn bị những tài liệu cần thiết nào, rồi giai đoạn nào mình sẽ lên ý tưởng để viết essay nộp cho trường, rồi lên kế hoạch ôn thi luyện thi IELTS để khi gặp đại diện trường thì mình phỏng vấn tốt nhất. Như học từ bậc trung học quá thì đầu tiên đó chính là sự lo lắng, vì khi còn nhỏ mà phải xa gia đình, phải tự đến một đất nước để tự lập tự học thì nó tất nhiên là bước đầu nó sẽ có rất là khó khăn. Trong cái khó khăn đó thì nó lại đem lại một giá trị rất là lớn, đặc biệt là trong tương lai của mình, đó là bước đệm để mình có thể chinh phục được nhiều học bổng hơn ở trên đại học. IDB thì em ấn tượng nhất là cái sự nhiệt tình từ các anh chị. Khi mà ngay từ bước đầu khi em bước vào là mấy anh chị đã tư vấn rất là nhiệt tình. Trong quá trình mà em chuẩn bị thì theo dõi em rất là sát sao, nhắc nhở em trong quá trình làm chuẩn bị các giấy tờ, và khi mà em không biết một điều gì đó em cần thắc mắc thì anh chị cũng rất là nhiệt tình trả lời và tư vấn rất là tận tình. Chúc các bạn ước mơ đi du học thì sẽ thành công. Mình có một cái câu mình khá là tâm đắc, đó chính là hãy biến khó khăn thành cơ hội chứ đừng biến cơ hội thành khó khăn.